Xin chào các bạn, thì mình đang trên tay cái chiếc điện thoại Flashshot 3. Thì tính đến thời điểm hiện tại thì đây là một chiếc smartphone có cấu hình chơi game khủng nhất hiện nay. Đó, thì cái Flashshot 3 này nó sử dụng con chip EOS Snapdragon 865 cùng với đó là 8GB RAM. Thì cái phiên có thêm một phiên bản nữa là 12GB RAM. Bọn mình đã quyết định test hiệu năng nó với cái cấu hình như thế này á, thì nó sẽ chơi game như thế nào, có mượt không, FPS có rớt không, cũng như là cái độ nóng trong quá trình chơi. Trước khi mà bọn mình test chơi game thì mình sẽ điểm sơ qua một vài cái ứng dụng benchmark trên cái chiếc Blackshot 3 này để xem là cái điểm hiệu năng của nó như thế nào. Thì để cho mà bớt thời gian benchmark thì mình đã làm sẵn trước rồi, thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem từng cái. Thì đầu tiên đó chính là cái ứng dụng benchmark phổ biến nhất, đó chính là AnTuTu đó. Thì trong cái quá trình test của bọn mình luôn test 2 lần để cho cái kết quả giữa lần sau và lần đầu nó có như thế nào, có chênh lệch nhiều hay không. Rồi, thì cái điểm AnTuTu mà mình đo được trên chiếc Flashshot 3 này là vào khoảng 560.000. Đó, thì đây là một cái điểm rất là ấn tượng, rất là cao đối với một cái chiếc smartphone chuyên dành để chơi game như thế này. Với Flashshot 2 Pro của năm ngoái thì cái điểm AnTuTu này cao gần như là gấp đôi. Tiếp đến là bọn mình test về AiTuTu, thì cái phần mềm này là để test về cái trí thông minh nhân tạo. Khi mà các nhà sản xuất gần những năm nay á, họ đã tích hợp cái bộ xử lý NPU trong cái chiếc EOC, nên là cái việc test về trí thông minh nhân tạo nó cũng khá là cần thiết. Thì cái điểm mà mình test qua 2 lần trên AiTuTu của chiếc Blackshot 3 này vào khoảng 447.000. Lần thứ hai là khoảng 438.000, thì mình cảm thấy khá ấn tượng, tại vì đây là một chiếc smartphone hầu như là không nói về AI nhưng mà cái điểm này rất là cao. Thì với cái điểm này mình khá là bất ngờ khi mà phải so với lại điểm AiTuTu trên cái chiếc smartphone cũng cấu hình cao như hiện nay là Samsung Galaxy S20 đó. Rồi, tiếp theo là cái ứng dụng cũng phổ biến, đó chính là Geekbench. Thì đối với Geekbench bọn mình sẽ test 3 lần đó để cho chắc chắn. Rồi, thì cái điểm mà Geekbench nó mang lại thì nó cũng khoảng ở trung bình thôi, không ấn tượng đối với mình, khi mà cái điểm đơn nhân là khoảng 681, điểm đa nhân là 2.600 đó. Thì qua lần test thứ ba thì điểm đơn nhân khoảng 573, còn điểm đa nhân là vẫn khoảng 2.500. Thì đây là một cái điểm không cao, không mấy ấn tượng lắm. Rồi, xem một cái ứng dụng test nặng nề nhất trong cái bài test này, đó chính là GX Bench. Thì cái ứng dụng này họ sẽ sử dụng cái render để đo cái hiệu năng GPU xử lý đồ họa trên chiếc smartphone. Đó. Thì cái Blackshot 3 này sử dụng con chip GPU là Adreno 650, cũng là con chip khá là mạnh. Thì trong cái quá trình test GFX đó thì cái khung hình mà chiếc Blackshot 3 này có thể đáp ứng được là 1.800, thì về lý thuyết là nó rất là cao. Đó, thì với cái khung hình 1.800 này, 1.822 chính xác là vậy, thì chúng ta chơi game nó sẽ có những khung hình ấn tượng hơn. Đặc biệt là việc xử lý đồ họa trên chiếc Blackshot 3 này cũng rất là cao. Tiếp theo là đến cái bài test về tốc độ đọc của bộ nhớ. Thì chiếc Blackshot 3 này sử dụng cái chuẩn UFS 3.0. Thì sau khi test 2 lần trên Android Pen thì mình thấy là cái tốc độ đọc của cái bộ nhớ máy là khoảng 1.500 MB trên giây, và cái tốc độ chép là 600 MB trên giây, hơn 680, gần 700 MB. Thì đây là một cái tốc độ đọc và chép rất là ấn tượng đối với smartphone hiện nay, đặc biệt là một cái smartphone flagship của năm 2020. Rồi, bài test tiếp theo mình sẽ dùng phần mềm PC Max. Thì phần mềm PC Max sẽ phản ánh những cái tác vụ hàng ngày bạn sử dụng chiếc smartphone của bạn. Ví dụ như bạn lướt web nè, bạn đa nhiệm nè, bạn chỉnh sửa hình ảnh, chỉnh sửa video trên chiếc smartphone đó, thì cái điểm PC Max này sẽ ghi lại. Thì mình đo được là khoảng 10.738 điểm. Thì đây là một cái điểm rất là cao nếu mà phải so với lại Galaxy S20 với bài test là khoảng 10.900 điểm. Đó, thì cái chiếc Flashback 3 này nó sẽ không thua quá nhiều so với lại flagship từ Samsung. Rồi, cuối cùng là mình test cái phần mềm BD Max. Thì phần mềm này cũng giống như là GX Bench, thì nó sẽ đo về cái hiệu năng GPU, cùng với đó là có thêm về những cái hiệu năng xử lý đồ họa khi mà chơi game. Đó, thì qua 2 cái điểm này thì cái điểm mà OpenGL á, thì nó khoảng
7.337 điểm, còn cái điểm Vulcan thì khoảng 6.600. Thì mình rất là bất ngờ với lại cái bài test Spider-Mac này, tại vì nó cao điểm hơn cái chiếc Samsung Galaxy S khá là nhiều. Rồi thì đó là những cái ứng dụng test hiệu năng mà bạn có thể sử dụng nó để mà so điểm, xem thử là chiếc máy của các bạn, đặc biệt là dòng flagship, có thể đáp ứng được một số điểm như thế nào đó. Thì để mà thực tế thì mình sẽ chơi game trên cái chiếc PlayStation 3 này, thì qua đó mình cũng sử dụng một cái phần mềm chuyên để test game, đó là Gamebench. Thì các bạn lưu ý là trên chiếc PlayStation 3 này nó sẽ có một cái phần gạt, thì cái phần gạt này thì để khi mà các bạn chơi game á, nó sẽ hiển thị những chỉ số FPS nè ở trên đây để mà giống như là nó đo luôn cho các bạn. Thì mình sẽ sử dụng một cái phần mềm Gamebench để cho nó trực quan hơn. Thì bây giờ mình sẽ chơi game khoảng 15 phút để xem cái kết quả như thế nào nha. Rồi thì sau khoảng 20 phút chơi PUBG thì mình sử dụng cái tựa game đó, tại vì nó có chuyển cảnh nhiều, để mà mình chơi chiếc PlayStation 3 này thì cái Gamebench có thể đo lại được là trung bình là khoảng 60 FPS, và nó giữ cái độ ổn định đó trong suốt 20 phút mình chơi game là khoảng 71%. Tức là trong quá trình chơi nó sẽ có giảm xuống và lên lại, thì mình nghĩ 70% hơn mức đó là rất là ổn định đối với cái khung hình khi mình chơi game trên chiếc máy này. Cùng với đó là mình đo thử cái độ nóng ở ngay chính giữa cái chữ S này, thì nó vào khoảng hơn 37 độ một chút xíu. Thì đó chỉ là một mức ấm thôi, thì đối với lại các game thủ sử dụng những chiếc máy để chơi game thì mình nghĩ nó sẽ không gây quá khó chịu cho chúng ta. Và có một lưu ý là trong quá trình chơi mình không hề cắm sạc đó, để mình test để nó trực quan hơn. Rồi thì kết luận sau những cái bài test về các cái ứng dụng bên mắt cũng như là trải nghiệm chơi game cá nhân của mình, thì mình đánh giá PlayStation 3 đã thể hiện tròn vai đối với là một chiếc smartphone có cấu hình cao nhất hiện nay tính đến thời điểm hiện tại vào năm 2020 này. Tuy nhiên thì đây là một cái chiếc máy có tiến bộ rất là nhiều nếu mà phải so với lại PlayStation 2 Pro, là vốn dĩ là một cái chiếc máy chơi game rất là khủng của Xiaomi vào năm 2019. Rồi thì đó là bài nhận xét về điểm hiệu năng trên chiếc Xiaomi PlayStation 3 này. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video.